Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, cùng bạn về năm châu quốc tế. Lại tiếp tục chủ đề là vang số bãi, thì hôm nay em về một cái vang số là hàng bãi sử dụng phần mềm của dòng Chipad 980. Thì con này là đến từ thương hiệu nó Mota 988A. Đó. Phần mềm và các cái bên trong nó giống hết của con Chipad, thì con này nó copy y nguyên, cũng không biết nó có phải copy y nguyên không hay là hàng của Chipad nữa. Đó. Để các bác đang xem đây. Đó. Máy móc đây. Rất đơn giản. Cái vang số con này nhìn trông của gọi là rất là hèo họt, mở ra bên trong chả có gì. Trông nó có vẻ rất là thần điêu đại hiệp và cực kỳ là chán đời. Đúng không ạ? Phần mềm của nó thì các bác nào mà chưa có thì em sẽ gửi qua Zalo cho các bác nhé. Phần mềm này tải trên mạng đây không thiếu. Đó. Đây. Công tắc nguồn. Nguồn xung. Con này thị trường đang có tầm 2.6 triệu, 2.7 triệu. Còn nếu mà một số chỗ nào họ bán rẻ hơn thì chắc là tầm 2.4 triệu, 2.5 triệu. Em bán giao lưu các bác là 2.1 triệu nha. 2.1 triệu là bao ship cho các bác, không có tặng gì hết. Còn nếu mà tặng hai dây đường ra mới tặng cái dây nguồn thì nó vào 2.2 triệu, bởi vì tiền dây rồi, đúng không ạ? Đó. Đây là cái phần vang số này, vang nhìn này. Con này analog. Con này chạy chip analog, không biết là chip gì. Analog của nó là 1446A. Đấy. 28401801. Đấy, kiểu đầu vai của nó. Đây. Bên cạnh đây nữa. Nó có một con như thế này nữa, bé bé con này. Con này là AD 1939. Đó. Thì vang số mà. Mà nhìn nội thất của nó trông như này thôi thì các bác cũng biết rồi. Nó thuộc dạng là tầm trung, phổ thông và dạng rẻ tiền. Nhưng lại có một điểm đó là nó có giải mã cáp quang. Đây là có giải mã cáp quang và cáp đồng trục, rất là tiện cho các bác về để lắp trong gia đình. Đấy. 3 cửa mic, volume, series email. Đấy. Cửa NR, Kenter, Sub. 2 cửa rang. 2 cửa nó sau. Đấy. Cổng nguồn. Con này thì phần mềm nó có nhiều nhé. Các bác nào không tải được, các bác cứ bảo em gửi cho cái phần mềm cắm phát ăn ngay. Đấy. Rất đơn giản, cháo gì. Đấy. Rất đơn giản. Ok nhé, các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp thôi. Giá thì em cũng báo rồi, 2.1 triệu. Là bao ship mà không tặng, và 2.2 triệu là bao ship có tặng. Tặng cho các bác cả dây nữa. Phần mềm con này có đầy, không phải nhị. 48 bit digital professional audio pro cancer. Đấy, rất nhiều chữ luôn. Ok, giới thiệu cũng giới thiệu rồi, giá cũng đọc rồi. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay tiếp tục quay và giới thiệu cho toàn thể các bác nhé. Máy móc nó rất là đơn giản này. Nhìn ruột mấy cái loại vang số một kiểu này chán không muốn bán luôn. Bán các bác lại cứ tính cái dòng X cơ, B cầm nó nặng trịch cơ, mở ra máy nó đầy một đống cơ. Đấy. Đây là các bác gặp con như này nha, còn có loại vang số nha. Nó có đúng hai cái vỉ. Một vỉ đầu này, một vỉ đằng đuôi này. Đấy. Mấy cái bong nguồn bé tí bên cạnh. Cái loại y mới là đắt tiền mà nó nhìn ruột của nó chán không muốn mua luôn. Nói thật luôn. Ok nhá. Đây là hàng bãi, về sau thì giới thiệu vậy. Đấy, em vẫn chưa vệ sinh. Đó. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác nhé.